Kính thưa quý vị và các nông dân, từ lâu chúng ta đã nghe nói rất nhiều nấm đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm dinh dưỡng cao cấp, nhưng ít ai biết rằng nguồn nguyên liệu để làm ra nấm đông trùng hạ thảo có nguồn gốc từ nông sản. Chương trình Cây Làng Trái Ngọt hôm nay đã có mặt tại huyện Cầu Công Tây, tỉnh Tiền Giang để tìm hiểu về quy trình nuôi cây nấm đông trùng hạ thảo như thế nào. Nấm đông trùng hạ thảo có nguồn gốc từ vùng đất Tây Tạng. Trong tự nhiên, loại nấm đông trùng hạ thảo xuất hiện và phát triển mạnh ở Tây Tạng hay trên các dãy núi cao Himalaya. Vì thế, thường tìm thấy tại những nơi có độ cao từ 4.000 đến 5.000 mét so với mực nước biển. Đông trùng hạ thảo có nguồn gốc từ tự nhiên là sự kết hợp kỳ diệu giữa côn trùng và một loại nấm, nấm ký sinh trên cơ thể của ấu trùng bướm. Mùa đông, nấm phát triển mạnh và sẽ ký sinh vào cơ thể ấu trùng, sau đó sẽ bắt đầu ăn sâu, xâm chiếm hết các mô vật chủ và hút hết chất dinh dưỡng ấu trùng. Ấu trùng dần dần chết đi. Đến mùa hè, loại nấm này bắt đầu mọc ra từ cơ thể của ấu trùng. Nó phát triển có màu vàng nâu và trở thành loại dược liệu quý giá. Với các loại được khai thác tự nhiên, người ta sử dụng cả phần thân ấu trùng và nhánh để làm thuốc. Chính quá trình hình thành này cũng là sự giải thích cho ý nghĩa của cái tên đông trùng, chính là ấu trùng vào mùa đông. Còn hạ thảo là loại cây phát triển vào mùa hè. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, thành tựu về nuôi cây nấm ở Việt Nam trải qua một giai đoạn rất dài. Theo Viện Bảo vệ thực vật thì từ năm 2011 đến năm 2014 mới thành công. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thành tựu nuôi cây nấm ở Việt Nam như thế nào và sự phát triển ở Tiền Giang trong thời gian qua ra sao. Tại Việt Nam, việc nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo theo hai cách: cấy trực tiếp con nhộng tầm và cấy trên phôi nấm. Quá trình thử nghiệm ở Việt Nam ban đầu rất khó khăn do chưa thích nghi với điều kiện khí hậu, nhiệt độ nên nấm bị chết, khô. Nhờ sự phát triển của khoa học, đông trùng hạ thảo tại Việt Nam được sản xuất nhân tạo. Quá trình nuôi cấy rất phức tạp và đòi hỏi phải có sự can thiệp của công nghệ cao. Sau khi nghiên cứu ứng dụng thành công tại Việt Nam, công nghệ nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo được chuyển giao tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay, tại tỉnh Tiền Giang, mô hình này được nuôi cấy nhân tạo khép kín. Mô hình này phù hợp cho nông nghiệp đô thị, ứng dụng kỹ thuật liên quan đến công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, trong đó công nghệ sinh học tạo ra sợi nấm. Khi có sự chuẩn bị đầy đủ về nguồn vốn, đầu tư công nghệ tốt và sự kiên trì, thì chúng ta có thể hoàn toàn thành công với mô hình nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo. Tại huyện Cầu Công Tây, công ty Thiên Ân chủ yếu phát triển nuôi cấy dựa trên công nghệ sinh học. Nấm sẽ được nuôi cấy trên các hợp chất hữu cơ như gạo, nước dừa, đậu xanh, khoai tây, đậu nành, giá. Thành công của công nghệ cấy nấm nhân tạo ở Việt Nam là sản phẩm khi kiểm nghiệm khoa học, các chất dinh dưỡng và chất lượng của nấm tương đương với loại của tự nhiên. Kính thưa quý vị và các nông dân, đây là sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo đã được nuôi cấy thành công. Để có được những sản phẩm như thế này thì đòi hỏi phải có sự kết tinh giữa các sản phẩm nông sản như là gạo, nước dừa, vân vân. Ngay sau đây kính mời quý vị và bà con nông dân chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quy trình nuôi cây nấm đông trùng hạ thảo như thế nào. Chị Trần Thị Luân tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm với những trăn trở về nâng cao giá trị nông sản, tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn và tìm tòi nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học có nguồn nguyên liệu từ những nông sản, cây cỏ quen thuộc nhưng bị bỏ quên giá trị dược liệu. Chị muốn đánh thức nguồn dược liệu quý giá này. Đây cũng là nguyên nhân chị đầu tư khép kín công nghệ nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo. Về quy trình làm thì cái bắt đầu là cái ngoài tự nhiên thì đông trùng hạ thảo nó ký sinh trên con sâu. Khi mà các nhà khoa học người ta mới tìm cái một cái chất nào đó trong cơ thể con sâu để nó cung cấp cho cây nấm thì các nhà khoa học mới tìm được những cái chất mà có thể nuôi được, phát triển được cái cây nấm này trong phòng thí nghiệm. Thì những chất đó thì gồm có là từ những cái chất hữu cơ từ gạo, nước dừa và những cái dịch chiết, khoai tây, giá đỗ, vân vân. Thì khi đó mình mới áp dụng được cái tiến bộ khoa học kỹ thuật đó, mình đem về mình trồng và mình sản xuất đại trà được cái giống đông trùng hạ thảo này. Dạ. Yeah. Thưa chị, bên đây cạnh đây có phải là một cái nguyên vật liệu để mà sản xuất ra nấm đông trùng hạ thảo không chị? Dạ đúng rồi. Yeah. Đây thì mình gồm có về gạo lứt này,
rồi các mình sẽ tạo ra một cái dòng, cái hỗn hợp dinh dưỡng. Trong đây thì có nước dừa và những cái dịch chiết từ chất hữu cơ mà nó có nguồn gốc từ thiên nhiên. Và thế là mình mới thành làm một cái tỷ lệ phù hợp rồi đem hấp tiệt trùng. Thì tiếp theo cái này là cái giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu, sau đó là mình mới đi hấp tiệt trùng. Và các công đoạn tiếp theo thì cấy nấm vào rồi cho phát triển. Một cái thuận lợi của cái việc mà phát triển đông trùng hạ thảo tại Tiền Giang đó là những cái nguồn nguyên liệu từ gạo, từ nước dừa, các thứ là từ cái những cái sản phẩm từ cái Tiền Giang mình đang có. Đó là một cái điểm thuận lợi mà mình có thể phát triển được cái đông trùng hạ thảo ở cái môi trường như thế này. Khi nguyên liệu mình chuẩn bị xong, mình đưa đi mình hấp thì tiếp theo là anh sẽ xem cái những cái giai đoạn hấp tiếp theo đó. Tức là mình hấp dừa chín, cơm và dừa tiệt trùng trong cái môi trường. Môi trường trong này thì nó sẽ bảo đảm hoàn toàn là vô trùng. Dạ, thì mình ngăn thế này là để cái không khí bên ngoài nó không xâm nhập vào. Và tiếp theo là mình làm các cái công đoạn nuôi trồng tiếp theo. Giai đoạn cấy phôi giống nấm là khâu nghiêm ngặt nhất, quan trọng nhất của quy trình nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo. Từ khi mà mình hấp cái gạo đó xong đó chị, thì mình đưa qua đây thì mình làm như thế nào đó chị? Sau khi gạo mình đi hấp xong rồi để nguội, cái giai đoạn để nguội, khi nguội rồi thì mình đưa vào, thì anh nhìn thấy đó là cái giai đoạn mà mình đưa giống, đưa cái tế bào nấm vào trong cái giá thể. Có nghĩa là cái giai đoạn này nó ngoài tự nhiên là cái tế bào nấm đang ký sinh vào con sông. Thì mình ở đây là mình làm cái động tác là đưa cái tế bào nấm vào cái giá thể, cái môi trường hấp của mình. Đó, thì sau khi mình đưa xong á, thì cái bắt đầu mình đưa vào cái phôi nấm vào một cái môi trường gọi là ủ tối, cái phòng ủ tối cái bên. Thì đúng cái điều kiện, gặp cái điều kiện thuận lợi thì những cái tế bào nấm này nó sẽ phát triển, nó sẽ lên tơ, nó sẽ phát triển trong cái môi trường đó. Khi mà mình đưa cái tế bào nấm vào khoảng bao lâu thì mình có thể là đem qua phòng khác hả chị? Đưa vào thì phải đưa liền. Giống như liền. Sau khi mình đưa vào thì chừng trong tích tắc 5-10 phút sau là mình phải đưa cho nó vào cái điều kiện để nó sống. Thì sau đó mình mới đưa vào phòng ủ tối. Qua cái giai đoạn ủ tối, tức là khi vào điều kiện này thì nó cần một cái nhiệt độ, điều kiện phù hợp cho nó. Tới có cái giai đoạn nó đủ phát triển tơ, nó lan kính cái giá thể rồi thì mình đưa nó ra phòng nuôi. Em xào vào cảm giác rất là lạnh, không biết cái nhiệt độ. Dạ, nhiệt độ ở bên trong nó là tầm 16-18 độ. Trong là tối hoàn toàn. Dạ, tối hoàn toàn, không có ánh sáng. Khi mình đưa vào cái phòng này khoảng bao lâu thì mình phải đem qua phòng nuôi? Nó thời gian nó khoảng từ 12 tới 15 ngày. Sau khi nó tơ nó lan kính rồi thì bắt đầu mình mới cho vào phòng nuôi. Cho qua những cái phòng để nuôi, thì lúc này là con sâu nó chui lên khỏi mặt đất và nó gặp ánh sáng. Và trong phòng nuôi là những cái phòng mà có ánh sáng, điều kiện ấm áp hơn, nhiệt độ nó tăng cao hơn rồi, để nó bắt đầu nó kích thích và nó mọc giá thể. Đây là cái phòng nuôi. Sau khi mà cái phôi của mình ủ tối rồi nó lan tơ kính thì mình mới đưa ra cái giai đoạn nuôi. Lúc này nấm nó sẽ gặp cái điều kiện nhiệt độ ấm áp hơn, có ánh sáng đầy đủ và cái tế bào nấm nó sẽ phát triển. Và nó ở cái phòng nuôi này nó tầm khoảng 60 ngày. Cái hũ như vậy hả chị? Nếu mà mình muốn làm lớn hơn để mà nó đỡ tốn cái những cái nguyên vật liệu này thì mình làm một lô to luôn cho nó nấm phát triển trong đó được. Được, nhưng mà vấn đề là yếu tố rủi ro. Có nghĩa là càng lớn thì cái thao tác rồi cộng với mấy cái điều kiện mình kiểm soát nó khó hơn. Những cái hũ như thế này là những cái mà mình cứ kế thừa là đã được nghiên cứu rồi. Cái này là đang giai đoạn 1 tháng tuổi. Rồi khoảng 1 tháng sau nữa nó lên đầy tới cao, lên tới mặt này là mình có thể thu hoạch được. Một hũ như vậy khi mình thu hoạch được khoảng bao nhiêu gram nấm? Khoảng 30 gram nấm tươi thôi.
Thưa chị, thì khi mà mình đã thu hoạch cái nấm này xong, những cái giá thể phía dưới thì mình có tận dụng để mình làm những cái sản phẩm khác? Dạ, là mình cái công ty mình đang sử dụng những cái phần phụ để là mình chế biến các cái thức uống. Dạ, cho có những cái sản phẩm phía sau chế biến là tức là mình sẽ sử dụng toàn bộ cái phần mình thu hoạch được. Dạ, cho nên chính vì vậy mà nó giảm được giá thành. Cho nên cái người tiêu dùng được cái sử dụng cái sản phẩm từ đông trùng hạ thảo mà giá thành nó rẻ hơn, lý do là mình đã sử dụng được tất tần tật các cái sản phẩm mình nuôi trồng được. Sau 60 ngày mình nuôi á thì nấm nó sẽ lớn ra như thế này. Và đây là bắt đầu có tới giai đoạn này mình thu hoạch. Thưa chị, thì cái cách thu hoạch như thế nào hả chị? Mình thu hoạch có nghĩa là mình đây là nó có hai phần, một phần giá thể và một cái phần sợi nấm. Do mình nuôi trong cái phòng mà nó mình kiểm soát về an toàn, về môi trường các thứ nên mình có thể mình ăn được. Nó rất là thử tới sử dụng. Cho nên cái phần này mình sau khi mình cắt đi á, thì mình có thể chế biến các món ăn nè. Mình làm giống như là giá, rồi trong tất cả các món xào nấu thì mình có thể thì cho nó vào. Rồi riêng cơ sở mình thì bắt đầu từ đây thì mình sẽ lấy cái giá thể này để mình ly trích, mình làm nước đóng chai, đóng lon, rồi các cái sợi nấm thì mình sấy khô để mình cho ra thị trường những cái sợi dòng trà. Mình uống như uống trà, tức là khi đó mình sẽ bỏ những cái sợi nấm này mình cho nước sôi vào. Thì nó sẽ có một cái ly trà sáng, nó rất là mình dùng tươi mình làm trà được không chị, hay là mình dùng tươi cũng được, dùng tươi thì rất là tốt, nhưng mà vấn đề là mình bảo quản không được lâu, thành ra mình sấy khô. Mình đem mình sấy khô rồi sau đó mình đưa ra thị trường bằng cái sản phẩm khô. Còn sản phẩm tươi thì nếu mà mình giữ được khoảng bao nhiêu ngày hả chị? Tươi thì mình giữ khoảng một tuần lễ trong ngăn mát tủ lạnh. Hiện tại thì cái giá cả của cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo này ở thị trường như thế nào chị? Cái siêu thị bán cái 100g là 400.000 cho nấm tươi và 2,8 triệu cho 100g nấm sấy khô. Khá là cao cấp hả chị? Nhưng mà thực ra mỗi ngày mình chỉ khoảng 5g, tức là khoảng tầm này là mình đủ cho cơ thể mình xài một ngày. Khoảng 10 sợi như thế này thôi. Tức là cái mình xài dư thì cơ thể mình không hấp thu hết. Và cái lượng mà các nhà khoa học đã tìm về khoảng chừng 5g nấm tươi như thế này. Thưa chị, thì được biết nấm đông trùng hạ thảo của công ty của mình là cũng cùng với chính quyền địa phương mà chúng ta xây dựng cái thương hiệu mỗi xã một sản phẩm đó chị, sản phẩm OCOP á. Không biết đến thời điểm này thì mình đã đăng ký được bao nhiêu sản phẩm cho cái OCOP? Thưa anh, đó là cái OCOP của Tiền Giang thì công ty mình được 4 sản phẩm. Trong đó là cái tổ yến mà chưng đông trùng hạ thảo là một trong 4 cái sản phẩm mà mình được chứng nhận OCOP. Đây là cái OCOP 4 sao, có nghĩa là mình xây dựng từng bước chắc từ những cái quy trình về mình kiểm soát nghiêm ngặt, rồi cũng các tất cả các tiêu chí của cái OCOP là mình đáp ứng từng khâu, từng bước một, cho nên cái sản phẩm mình rất là được cái chứng nhận của OCOP, cũng như là cái sản phẩm nông thôn tiêu biểu là cũng được chứng nhận cấp của tỉnh cũng như là của cấp khu vực về cái sản phẩm này, cho nên là cũng rất là vui. Thay vì thu hoạch thô, bán thô sản phẩm, việc đầu tư công nghệ từ sản xuất đến chế biến sẽ nâng tầm giá trị nông sản. Đây là cả quá trình tâm huyết và đầu tư để mang lại giá trị cho từng sản phẩm có nguồn nguyên liệu từ nông sản địa phương. Và đến hôm nay thì một trong những cái sản phẩm này được hình thành thì coi như đó là một cái góp phần nhỏ, và rất là muốn trong tương lai là mình sẽ phát triển hơn những cái dòng sản phẩm xuất phát từ nông nghiệp. Tại vì mình đang có nguồn nguyên liệu rất là dồi dào và cái nguồn nhân lực cũng dồi dào, cho nên làm sao để mình gắn kết, mình biến thành những cái có thể thành những cái giá trị rồi tiêu thụ trong nước cũng như là hướng tới xuất khẩu. Thì đến cái khu này thì cũng khá là bất ngờ, vì trong cái khu của mình có
trồng những loại cây là cây dược liệu. Không biết mình định hướng trong thời gian tới của công ty mình như thế nào chị? Định hướng trong thời gian tới là tức là mình đa dạng hóa các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo kết hợp với nguồn nguyên liệu từ cây dược liệu, như giống như là cây sâm, cây đinh lăng hay là cây chùm ngay, vân vân. Quan trọng là những cái cây về cây sâm. Phía công ty chuẩn bị là chuẩn bị về cây giống, về các nguồn phân để sản xuất, để trồng. Sau đó mình triển khai cho bà con nông dân để trồng những cái cây dược liệu. Rồi cái công ty sẽ là thu gom cái nguồn nguyên liệu đó và mình chế biến thành các dòng trà, dòng nước. Và đặc biệt là cái cây cỏ ngọt sẽ mình sẽ được triển khai để thế cái đường cho các cái dòng sản phẩm sau này để phục vụ cho người tiểu đường. Trang bị máy móc hiện đại, cải tiến công nghệ sản xuất nước đông trùng hạ thảo quy mô lớn hơn, đa dạng hơn, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, với mục đích là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo việc làm trên 88 lao động. Thưa chị, thì qua đây thì để sản xuất thành công cái nấm đông trùng hạ thảo này thì mình cần lưu ý gì cho bà con nông dân mình trong quá trình mà sản xuất? Nếu mà mình muốn để mình sản xuất thành công á, cái đông trùng hạ thảo thì đầu tiên là cái việc chọn nguyên liệu. Mình chọn nguyên liệu cho nó phù hợp, phải kiểm soát nghiêm ngặt, nói chung là phải biết rất là rõ về cái nguyên liệu mình xài. Thứ hai á, là về con giống. Về giống á, là mình chọn. Cái sự chọn lựa về giống là một trong những cái yếu tố quyết định. Cái thứ ba là những cái điều kiện nuôi, cũng như là về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Nó thích nghi với từng giai đoạn. Thì nhìn chung là nó khó, nhưng mà nếu mà mình đã kiểm soát được rồi thì nó thành cái dễ. Cái nguồn giống thì phải mua của nước ngoài. Ở đây mình cũng xài giống của Nhật và cái công nghệ của Nhật Bản luôn. Và khi đó thì mình thuần theo cái quy trình của điều kiện của Việt Nam. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đánh giá về phát triển nuôi cây nấm đông trùng hạ thảo. Ở Việt Nam nói chung và tại Tiền Giang nói riêng, việc tự sản xuất nuôi cây nấm đông trùng hạ thảo có chất lượng tốt hoàn toàn có thể thực hiện một cách dễ dàng. Chi phí đầu tư cho công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo nhân tạo khá rẻ, vì các thiết bị sản xuất nấm dược liệu như nồi hơi công nghiệp, thiết bị khử trùng, hệ thống phun sương, máy điều hòa hoàn toàn có thể sản xuất ở trong nước với giá thành thấp. Nguồn nguyên liệu sử dụng quá trình nuôi cấy cũng có sẵn và đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, các nhà khoa học Việt cũng đã nghiên cứu hoàn thiện các thông số kỹ thuật về điều kiện nuôi trồng nhân tạo như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, giúp người nuôi thu được sản phẩm có chất lượng tốt và ổn định. Kính thưa quý vị và các nông dân, chương trình Cây Lành Trái Ngọt với mô hình nuôi cây nấm đông trùng hạ thảo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.